tử vi thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 24 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày bính thân, tháng đinh mão, năm giáp thìn. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn Tuổi tí ngày 2 tháng 4 năm 2024 thiên quan nhập mệnh khiến công việc của tí khó mà yên ổn. Ngày này bạn muốn bình yên cũng không được vì những rắc rối do công việc gây ra phải giải quyết ngay. Nhiều người sẽ chán vì dính líu tới kiện tủng, tranh chấp hoặc hoàng hóa bán khá chậm. Tiền bạc không ổn định vì lâm tương phá cục. Bố mẹ làm được bao nhiêu thì con cái tiêu tốn bấy nhiêu. Chi phí cho sinh hoạt gia đình hôm nay tăng cao, làm ăn thì chưa có lời, chỉ thấy bạn đang chật vật gồng gánh qua ngày. Đường tình duyên của bản mệnh là điểm sáng trong ngày nhờ kim thủy tương sinh. Dù khó khăn nhưng bạn vẫn đón nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình. Những ai đang chữa bệnh sẽ sớm nhận được phản hồi tốt từ bác sĩ. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường xanh lam Xám quý nhân phù trợ thân Sửu 2 tuổi Sửu ngày 2 tháng4 năm 2024 tam hợp cục nâng đỡ giúp Sửu khá may mắn trong công việc có thể thấy mỗi người một tay giúp bạn xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn bao giờ hết Hợp đồng được ký kết nhanh gọn hợp tác làm ăn thuận lợi người xuất ngoại sớm trả được nợ tài vận được thực thần chiếu cố nên sửu có thể tự tin về túi tiền của mình bạn không ngừng cố gắng kiếm tiền số vất vả lại chịu khó nên được trời thương nhiều người còn có lộc ăn uống do người khác đem cho cuộc diện thổ sinh kim giúp bản mệnh thăng hoa trong tình yêu vợ chồng đồng lòng cố gắng vì tương lai của gia đình nhỏ con cái của bạn ngoan ngoãn hơn, ít ốm vặt và nghe lời cha mẹ hơn. Giờ tốt, nết giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, hồng, vàng quý nhân phù trợ, tị, dầu. A, à, tuổi dần ngày 2 tháng 4 năm 2024 bản mệnh gặp chính ấn nên phong thái làm việc khá điềm tĩnh và thông thái. May mắn là cuối tuần nhưng dần vẫn được nhiều người hỗ trợ để tập trung giải quyết nốt việc. Nhiều người vẫn chưa thực sự cố gắng. Muốn làm ăn lớn các bạn cần có hành động cụ thể, đừng nói xuông. Đường tiền bạc khá bình yên không có nhiều biến động lớn, hãy yên tâm. Cuối tuần không phải đi làm, đồng tiền có phần hao hụt vì nhu cầu chi tiêu mua sắm của bản thân nhưng trong phạm vi cho phép đường tình duyên của dần kém sắc vì mộc kim bất dung. Ghen tuông bóng gió chỉ làm cho bạn mệt mỏi thêm mà thôi, có gì thì cứ nói thẳng ra. Cái gì đến sẽ đến, tình yêu nếu là duyên số thì sẽ mãi bên nhau. Tại sao bạn cứ phải quản thúc theo dõi nửa kia làm gì? Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, sám chuột, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. Tuổi Mão ngày 2 tháng 4 năm 2024 xem tử vi hàng ngày, Thiên Ấn Chiếu Vận cho biết Mão sẽ là người mạnh mẽ và có tiếng nói trong cơ quan vào ngày này. Bạn là người công bằng. Dám đứng lên nói ra những điều mà người khác e ngại. Dẫu biết thẳng thắn là tốt, nhưng khuyên bạn nên biết điều tiết cảm xúc dù làm bất cứ công việc gì đi nữa. Vận tiền bạc kém hẳn vì lâm tương sung vì bạn cho vay mà không đòi rồi đến lúc đòi thì lại bị người ấy chối bay chối biến. Cho người quen vay cũng được nhưng cũng nên chọn mặt gửi vàng và phải có giấy tờ đàng hoàng. Phòng lúc sứt mẻ tình cảm vì tiền. Mộc kim tương khắc là dấu hiệu cho biết tình cảm của tuổi này có sứt mẻ. Các cặp đôi không tin tưởng lẫn nhau, ai cũng muốn thắng khi tranh cái. Bậc làm cha làm mẹ thì mệt mỏi vì con cái nhất là những gia đình đang có con nhỏ. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, đen, nâu đậm quý nhân phù trợ, hợi tuất. Nam, tuổi thìn ngày 2 tháng 4 năm 2024 ngày mới thìn gặp thương quan giáng hoặc nên công việc rất lận đận. Đừng cố chấp nhưng cũng không được quá bao dung với những kẻ làm việc xấu cố gắng tranh thủ phấn đấu cấp trên sẽ sớm nhìn ra năng lực của bạn càng sân si càng dễ bị đi lùi nháy thìn vận tài lộc có tiến triển nhờ lục hợp cục dẫn đường tiền bạc dư dôi thì nên chăm chút hình ảnh của mình một chút nhất là những ai phải gặp khách hàng nhiều nhiều người sẽ kiếm được một khoản nho nhỏ trong ngày nhờ công việc tay trái của mình Cục diện thổ sinh kim giúp tình cảm của bạn đi lên. Nếu bạn thực sự có ý định tiến xa hơn với người ấy thì ngay hôm nay hãy có động thái hứa hẹn đi nhé. Thìn học được cách bỏ ngoài tai những lời khó nghe, bạn sống thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, vàng chanh, nâu quý nhân phù trợ, dậu, thân. 6. Tuổi tị ngày 2 tháng 4 năm 2024 kiếp tài đe dọa đường công việc của ngọ hôm nay. Bạn là con giáp chăm chỉ, tham công tiếc việc nhưng tham không đúng lúc, toàn tự rước bực vào người. Cuối tuần không nghỉ mà bạn toàn lo những chuyện không đâu, ngày này cũng không tốt cho những bạn làm kinh doanh. Những hành động không đúng, bạn sẽ trả cái giá vô cùng đắt bằng tiền bạc. Hôm nay đừng hấp tấp nhé tỷ. Thời gian tới bạn hãy cắt giảm những chi tiêu không hợp lý để bảo đảm túi tiền của mình. Đường tình duyên của tỷ lận đận vì hỏa kim tương khác. Bạn trẻ tuổi này chẳng mang tới chuyện yêu đương, cứ mãi chìm đắm trong thế giới độc thân của mình. Người có gia đình dễ nói nặng lời với con cái, không phải cứ đòn roi là con bạn sẽ nghe lời đâu nhé. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, đỏ, bè quý nhân phù trợ, dầu, thân. 7. Tuổi ngọ ngày 2 tháng 4 năm 2024 công việc của ngọ vướng vào tỷ kiên nên rất nhiều rắc rối nảy sinh trong hôm nay. Bạn khó tập trung vào công việc. Bạn dễ bị sao nhãng bởi việc gia đình nên hiệu suất công việc không cao điềm báo sắp tới có sai sót trong công việc, nhất là những ai làm kế toán, quản lý. Tiền bạc không tiến triển. Gần đây bạn không kiếm được nhiều tiền lại phải hay chi tiêu cho người khác. Ngỏ cũng bất lực với một số người nợ dai dẳng. Dù bạn có mắng mỏ hay nói thẳng thì người ta cũng tìm cách quỵt tiền bạn một cách phú phàng. Cục diện hòa khắc kim cho biết mọi u sầu trong hôm nay đến từ những trục trặc trong yêu đương, gia đảo. Ngọ vốn là con giáp lương thiện nhưng toàn gặp phải người ăn chào đá bát nên tâm tính của bạn phần nào cũng bị thay đổi, không được như xưa nữa. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, cam. Hồng quý nhân phù trợ, tuất, mùi. 8. Tuổi mùi ngày 2 tháng 4 năm 2024 thực thần nâng đỡ nên công việc của mùi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên khó khăn nào bạn cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Người kinh doanh có thêm khách mới nhờ tính tình sởi lời và cách quảng cáo hàng khéo léo. Về tài chính, mùi vượng vận, chuyển kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi nên bạn sẽ thu về một khoản lời lớn nhiều gia đình này sẽ có tiệc tùng hoặc được người khác mời ăn uống, cứ hoan hỉ vui vẻ đón nhận nhé. Tình duyên lên hương nhờ thổ sinh kim, bạn là con giáp vui tính. Có khiếu hài hước nên thu hút được những người có cùng tính cách với mình. Nhiều người sẽ làm quen được người tâm đầu ý hợp, sớm thoát cảnh độc thân dài ngày. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường. Trắng vỏ wow, đô quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tuổi thân ngày 2 tháng 4 năm 2024 công việc thuận lợi nhờ tam hợp soi sáng. Thân rất năng động và nhiệt tình nên kinh doanh đắt hàng, được khách hàng ủng hộ. Hôm nay bạn cũng nhàn rỗi hơn mọi ngày vì đã sắp xếp xong mọi việc từ trong tuần. Tiền bạc của con giáp này đang đi lên nhờ chính tài nâng đỡ bạn biết cách kiểm soát túi tiền của mình tốt hơn nên cũng dư giả nhiều người sẽ được cất nhắc để tăng lương nhận thưởng bạn xứng đáng với điều đó chuyện tình cảm hài hòa viên mãn các cặp đôi có một ngày cuối tuần trọn vẹn và ấm áp con giáp thân thiện này sống khá được lòng những người xung quanh chính sự hào phóng của bạn khiến mọi người phải nề giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, bạc, be nhạt quý nhân phù trợ, thìn, tỵ 10. Tuổi dậu ngày 2 tháng 4 năm 2024 bói tử vi trực tuyến nhờ thiên tài chiếu cố nên dậu khá may mắn trong làm ăn. Hôm nay những rắc rối trước đó đều được bạn giải quyết triệt đề. Người kinh doanh nhìn ra được những cơ hội mà người khác chưa nhìn thấy bạn đang có hướng đi đúng rồi đó. Cuối tuần thiên tài đem tới tin vui cho tuổi dậu trong chuyện tiền bạc. Con giáp này dễ trung số, được cho quà hoặc săn được mã giảm giá lớn. Bạn cũng có nghề tay trái nên không sợ thiếu trước hụt sau nhưng cẩn thận kẻo mắc bẫy kẻ gian nhé. Tình duyên không ổn vì lâm tự hình. Con giáp này có tâm trạng xấu, hay hàn học với những người thân thiết hẳn bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc tiêu cực sâu thẳm bên trong mà chẳng thể nói ra. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, tím nhạt, sám quý nhân phù trợ, sử, thìn. 11. Tuổi tuất ngày 2 tháng 4 năm 2024 thương quan lâm mệnh cho thấy vận may trong công việc của tuất suy giảm, bạn không nên buôn chuyện tại nơi làm việc những ai muốn thử hướng đi mới hoặc nhảy việc nên dừng lại bạn sẽ phải thất vọng vì quyết định mình đưa ra đường tài lộc may mắn có tam hội giúp đỡ nên tiền bạc khó bị thất thoát con giáp này có thu nhập vững vàng tự làm chủ kinh tế của bản thân nếu chịu khó tìm hiểu thì bạn sẽ có được phương thức kiếm tiền mới mà không phải ai cũng biết thổ kim tương sinh giúp tình duyên của bản mệnh được phát triển gặp được một người vừa ý thật không phải dễ hãy trân trọng tình cảm ở hiện tại bạn cho đi chân thành thì sẽ nhận lại thiện lương đừng sợ thiệt thòi giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ màu sắc Cát Tường ghi cà phê quý nhân phù trợ ngọ, dần 2 tuổi hợi ngày 2 tháng 4 năm 2024 chính quan nâng đỡ là chìa khóa giúp hợi thăng tiến trong công việc rất nhanh. Sự cạnh tranh, ganh đua nơi làm việc khiến con giáp này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sắp tới sẽ có tin vui về lương thưởng, chế độ, xin việc, học hành đến với bạn. Tiền bạc này cứ ào ào mà đổ về túi nên chẳng cần phải lo không có tiền tiêu tuy nhiên con giáp này cũng nên học cách tích lũy để phòng trừ cho những trường hợp cấp bách tuổi hợi hay được lộc tổ tiên nhưng nếu muốn giữ lộc thì hạn chế khoe khoang tình duyên không kém phần may mắn vì cục diện kim thủy tương sinh nữ tuổi này rất tự tin làm đẹp vì chính mình chứ không vì ánh nhìn của đàn ông sống rất mạnh mẽ nam tuổi này hào hoa vui tính rất dễ khiến nhiều cô nàng đổ gục. Giờ tốt, nếu giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh ngọc quý nhân phù trợ, mùi, dần.